Đây là những hình ảnh chúng tôi vừa ghi lại ở dọc suối 71 thuộc huyện Krubau, huyện Emkrak. Khi chúng tôi vừa đến thì xe tải mang tên nhà xe Sanh Chiến đang vận chuyển cát ra khỏi nơi khai thác. Còn các đối tượng cát tặc thì bỏ lại thuyền bè và máy móc rời khỏi hiện trường. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian qua, dọc theo con sông Krom Hơ Năng và suối 71 dài hàng chục km, nhất là đoạn chảy qua xã Krubau, ngày đêm vẫn diễn ra tình trạng khai thác cát lậu tràn lan, đục khoét, băm nát, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, gây sạt lở hai bên bờ nghiêm trọng. Ở 5 điểm hút cát chúng tôi quan sát, mỗi điểm có từ 1 đến 2 thuyền bè, khai thác trái phép công khai giữa ban ngày. Các đầu nậu còn cho mở đường, tạo mặt bằng, lát đá, gạch chống lúng để xe tải xuống tận bến ăn cát. Có những điểm, các xe tải xuống sát bờ sông và các đối tượng chỉ việc cắm vòi rồng hút cát trực tiếp từ lòng sông. Bờ sông bơm lên xe với giá từ 50 đến 70 ngàn đồng một mét khối. Mỗi ngày, các bè cát lậu có thể bơm hút bán cả 100 mét khối cát mà không phải đóng một thứ thuế phí gì. Tình hình khai thác trên địa bàn xã, cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo cho các lực lượng tiến hành kiểm tra trên địa bàn xã và đã phát hiện và xử lý hành chính đối với 4 trường hợp. Trước tình hình trên thì chúng tôi cũng tăng cường công tác đi kiểm tra, nhưng mà khi đi đến gần đến cái địa điểm cách khoảng 2-3 cây thì các đối tượng không còn đấy nữa. Còn một số ở nơi khác là có đến đây mua. Ví dụ là cái xe mà nó hút ra khen dương là có, còn trên địa bàn xã thì nhân dân mà xây dựng thì là phải dùng cái cát đó rồi, chứ không còn nơi nào khác, kể cả là các cái công trình của các cái chương trình mục tiêu quốc gia địa phương cũng phải cần cái cát đó. Nhưng có thể là các cấp tạo điều kiện, ví dụ báo cáo đề xuất xin hoặc như nào đó để khai thác để sử dụng cho địa phương một cái khoản nhất định nào đó. Như những gì mà ông Nhữ Văn Khỏe, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krubau nói, thì lâu nay xã cũng rất lúng túng, không đủ lực để giải quyết, ngăn chặn nạn cát tặc ở đây. Bởi vậy, thời gian tới cần có sự vào cuộc với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt hơn của các ban ngành, lực lượng chức năng của huyện Emkrak để bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái dọc theo các con sông, con suối trên địa bàn.